Xin thưa bà con bác, trước mặt bà con bác đó, máy xe ôm công nghệ đó bà con. Ở đây nè, họ đang đứng, họ ngồi sau khi chở khách xong cái họ tập trung ở đây để họ chờ khách. Hiện tại ba mẹ cô đang đứng đây nè. À, có cái tiệm cà phê Katina nè, resort nè, ha. Rồi con đường này đường Trần Phú, hồi xưa là đường Nguyễn Hoàng. À, ở đây ba mẹ cô thấy tập trung rất nhiều anh em xe ôm công nghệ tập trung về đây, ha. Đây nè. À, họ dựng lên họ chờ. À, rồi mời bà con cô bác lên xe để cùng với ba mẹ cô đi dạo Sài Gòn. À. À, bà con bác không giờ không ngoài đây ngoài đường á, đây xe ôm công nghệ. À, thêm một có một lực lượng màu xanh dương kìa, màu xanh lá cây kìa. Nó mới tái xuất giang hồ nữa. Ngoài tái xuất nữa mới xuất hiện ở ra giang hồ, càng ngày càng cạnh tranh khủng khiếp đó bên kia đó là nó giao hàng rồi xe ôm. À, nói chung là bây giờ đi trên đường là bà con bác thấy là không có một cái lực lượng nào đông bằng cái lực lượng xe ôm công nghệ nha bà con, khiếp trạm lắm. Đi vài ba bước là thấy có người. Hồi đó chạy xe công nghệ này ngon lắm, ba mẹ còn nhớ cách đây vài ba năm á, trời ơi ngon lắm, ai cũng khoe doanh thu hết đó, trên mạng đầy xã hội, trời ơi chạy ngày mấy tiếng. Nhất là ba mẹ còn nhớ là nhất hồi đó ba mẹ còn nhớ hoài à, vào khoảng năm 2013-14 gì mà 14 hình như 14 lúc mà lần đầu tiên Uber vào tới Sài Gòn á. Trời ơi, nhan nhản trên đường phố gì thu nhập 40 triệu đồng, 45 triệu đồng, đó, có xe đưa vào là ngon. Rồi bắt đầu đi lên ha, ba mẹ còn nhớ ba mẹ còn đi Uber á, tài xế nó ngon lắm, ngày chạy đèo bèo ấy, kiếm cũng được triệu mấy, 2 triệu, là lên tới 60 triệu luôn á. Đó. Rồi ba mẹ còn nhớ là lúc đó ba mẹ còn, lúc đó chở ông Michael đi, ba mẹ còn đặt xe Uber á, ba mẹ còn đi. Cái thằng đó nói, em đó em chạy taxi, giờ em qua Uber em chạy. À, ngon lắm anh, em chạy có chút xíu, ngày là đi, ngày là tụi em nằm chơi ra công viên nằm chơi, kiếm chỗ nào xa xa để khỏi có ai, để khỏi có khách. Nói Uber thì lúc đó là nó tính tiền theo từng giờ online thì sao á, mà tài xế đâu muốn chạy đâu bà con. Đó, cứ kiếm góc nào hóc xa xa như Bình Chánh hay là Tú Quốc đâu quận 7 gì đó, đó xa xa đó bật app lên để lấy tiền. Rồi bắt đầu tới tối, bắt đầu rảo vô trung tâm Sài Gòn, đạp vài ba cuốc kiếm được 8-900 ngàn. Ngón lành cành đào luôn. Rồi sau đó bắt đầu ung. Trời ơi, bỏ việc, đi mua xe trả góp. Trời ơi, cái thời đó ba mẹ rồi. Rồi xe ôm công nghệ này cũng vậy nè. Đó. Giờ xin thưa với bà con cô bác. Đó. Hết thời rồi. À, bây giờ xe sơm công nghệ mọc ra như nấm sau mưa, thậm chí đừng có nói là nam bà con, bây giờ nữ ra chạy xe luôn. Ờ, nói nam nữ chi, xin thưa bà con cô bác, bây giờ là trình độ cử nhân rồi đại học gì đó rồi bỏ bằng hết trơn rồi đi ra chạy xe ôm công nghệ. Ba mẹ gọi nói thật, cái nghề mà xin thưa với bà con bác, cái gì trên đời này, cái gì mà bà con bác thấy, cái gì mà kiếm tiền mà bằng cái nó gọi là cái gì, mình nói mà mình hơi xúc phạm quá thì cũng không được, mình gọi là cái gì mà nó quá đơn giản á mà ai cũng có thể làm được á bà con. À, trời ơi làm gì mà kẹt xe ghê vậy, đó lần đầu tiên mà thấy kẹt tới mức độ này nè nha, quay đầu. Bên này đó làm gì kẹt cứng ghê á. Quay đầu là bờ. Không có gì mà trễ bằng cách mà chúng ta quay đầu. Quay đầu giờ mình đi đâu đây? Giờ không biết cái đầu này nó đi đâu đây. Chưa đi bao giờ. À, qua đường Hùng Vương. À. Xin thưa với bà con cô bác á, là cái gì
mà ai cũng có thể làm được thì cái mức độ nó cạnh tranh khủng khiếp lắm. Và khi mà đã là như vậy thì cái giá trị nó sẽ không có cao nha bà con. Khi mà bất cứ một người nào không cần bằng cấp, không cần trình độ, không cần cái gì hết, mà còn đáng buồn cho những cái người mà đi học, cha mẹ bỏ tiền ra cho đi học đại học cao đẳng này nọ, lấy ra những cái bằng cử nhân, kỹ sư để rồi si, để rồi sau đó thì xin thưa bà con cô bác họ quăng cái bằng nó đi vô xó, đi ra chạy sơm công nghệ. Nhưng mà thời điểm đó vẫn có một số người tự hào nữa bà con. Tôi cầm cái bằng đại học ra, tôi kiếm việc chỉ có 8 triệu, 9 triệu một tháng. Trong khi đó tôi chạy sơm công nghệ, tháng kiếm 15 triệu. Ba mày còn hồi điểm đó ba mày còn có nói mà, ngon, mày ngon. Nếu vậy thì thôi mày cứ chạy đi. Rõ ràng bà con quá, bây giờ khóc rồi đó. Báo chí giờ đăng đầy luôn đó. Nhan nhãn bây giờ nói là những người còn mà bây giờ nói là tôi bây giờ đang cố gắng thoát ra. Cái nghề này nó cực khổ quá. Cái gì mà rên mà nó nổi mà. Ngày chạy 10 tiếng không đủ nuôi gia đình và vợ con. Đó. Ba mấy còn không hiểu sao mà mấy bạn đó đi tốt nghiệp ra trường rồi mà đã đến cái trình độ rồi mà nó vẫn còn có suy nghĩ mà đi làm nghề này ngon lành cành đào. Mà vẫn còn tự hào ấy bà con. Ba mấy còn nói thật hồi đó, thời đó tự hào lắm. Không phải ba mấy còn nói xuông đâu bà con, bác kiếm lại những cái tờ báo đó đi. Hồi đó hả, có nhiều người phỏng vấn, thậm chí mà đi du học đó, còn mắc cười cái điều này là đi du học về đây chạy sơm công nghệ. Bà con bác thấy có nhiều cái nghịch lý buồn cười vậy đó. Đó gì mà còn tự hào, tháng kiếm mười mấy triệu. Rồi qua rồi. Hồi đó tại sao tháng kiếm mười mấy triệu bà con bác biết không? Tại vì cái mấy cái ứng dụng nó mới ra mắt. Nó mới ra mắt thì cho nên nó làm thị trường. Nó cho này, cho nọ, cho kia, nó tạo khuyến mãi. Thấy ngon. Hớp hàng, hớp vô. Xin thưa bà con bác, qua rồi cái thời mà huy hoàng khi mà nó làm thị trường xong rồi thì còn đâu nữa bà con. Lực lượng tài xế mà nó đông như quân nguyên rồi thì ta đâu có cần tới mày nữa. Thì bắt đầu đến lượt này, bắt đầu là giờ nó hốt nè. Mà nó hốt rồi bắt đầu thấy cái cảnh đó. Cho nên bây giờ rên. Ba mày còn nói thiệt, người dân Việt Nam mình nhiều cái chuyện khó hiểu lắm, không có nhận ra được cái điều đó. Cứ thấy được cái sự, cái tầm nhìn đó, chứ thấy được cái chút đó. Đó, sau bao nhiêu năm cày cuốc, sức khỏe xuống nè, xe cộ hư hao nè, rồi để cuối cùng thì còn được cái gì. Đó, trong khi người ta cầm cái bằng, người ta ra trường, người ta chấp nhận, người ta làm việc 3, 8 triệu, 9 triệu, thậm chí 7 triệu luôn đi. Nhưng mà sau bao nhiêu năm người ta có kinh nghiệm. Đây cái mùa 8 tháng 3 nè bà con. Đây là hoa. Rồi từ từ ta làm, ta nâng lên, nâng lương lên. Cái điều quan trọng là làm đúng cái ngành nghề của mình là được. Để mình có kinh nghiệm. Không, chê. Đi xe ôm 15 triệu ngon hơn. Rồi xong giờ ngon luôn. Giờ khóc rên quá trời rên. Mà lên được cái gì đâu. Mà không phải đâu bà con. Ba mấy còn thấy cái chuyện này nhan nhãn báo chí đăng hoài luôn á. Mà không có rút kinh nghiệm được. Chứ gọi là gì ta, thấy cái lợi trước mắt ha. Cứ thấy cái lợi trước mắt là được. Còn cái chuyện gì đó tính sao. Có nghĩa là làm mà không nghĩ đến cái hậu quả của nó đó. Giống như là cái đợt mà đi cò đất cũng vậy. Ùng nhà nhà kéo nhau đi bán đất, bán nhà, đi làm cò. Ngon lắm trời ơi. Ba mày còn nhớ có đứa em về nó kể ba, trời ơi trong những nhỏ dưới quê kìa. Trời nó đi nó bán đất không, bây giờ nó về nó xây nhà cho ba má nó rồi này nọ. Ngon lắm. Xin thưa bà con bác phải tỉnh táo thêm một cái điều này nữa nè. Cái bộ mặt nha bà con. Con người những cái người đó người ta sống cái hình thức bên ngoài, vẻ bề ngoài lắm nha bà con. Đạo mạo rồi đó, này nọ sang trọng này nọ đó. Đừng thấy vậy là nhảy lao đầu vô theo. Dân Việt Nam mình thường hay có cái sĩ diện.
nha, mình lỡ mình làm này nhưng mà mình không dám nói gì đâu ha. À, nói gì sợ người ta chê người ta cười á, ông nói thét lên một số người nghe theo tưởng xịn sò lắm. Ù nè, vô là một phát một dính cửa. À, khách Tây 30 rồi nói vậy thôi chứ thật ra vài ba hôm nữa khi mà lắng xuống rồi bắt đầu có một cái phong trào gì nữa, bắt đầu cái ào ào lại vô nữa. 30 rồi thấy hoài à, mà không bao giờ bị, không bao giờ mà người dân mình rút ra kinh nghiệm. Bây giờ dựa đất bây giờ vậy đó chứ mai mốt mà đến mùa bắt đầu lên bắt đầu cái ào ào đi làm đất nữa nè. Nhưng mà nghe nói là sắp tới đây là nhà nước bắt đầu là có cái bộ luật gì đó. Thì sẽ hạn chế được cái vấn đề mà đầu tư đó bà con. Bà Michael nói là không có một cái quốc gia nào mà phát triển một nền kinh tế họ phát triển vững mạnh mà từ đất được đó bà con. Bà Michael nói thật. Vì bởi vì bản chất đất nó không sinh sôi ra được. Đồng tiền là phải đưa vào sản xuất. À, phải đưa vào sản xuất thì nó mới vận hành được cái nền kinh tế. Cái đồng tiền mà đưa vào đất thì bản chất không làm giàu được, nó không tốt cho nền kinh tế luôn nữa. Rồi con đường này đường Lê Hồng Phong hồi xưa đường Bùi Xích Ký nè. Cho nên đó, 30 người nói hả, cái chính sách của nhà nước mà mình bây giờ vấn đề là đất đó, là đúng đó bà con. Nhiều người găm đất rồi, nhiều người găm hàng, người thì cần có nhu cầu thì không đáp ứng được đó. Rồi người thì ôm cái chục miếng đó, sổ hồng sổ đỏ cái chục căn đó. Sống nhờ từ đất. Những cái quốc gia mình nhìn lại những cái quốc gia mà phát triển trên thế giới mà không quá không đâu có ai sống nhờ từ đất đâu. À. Tiền là phải đưa vào vận hành sản xuất kinh doanh. Rồi con đường này đường An Dương Vương rồi bà con. Hồi xưa con đường này mang tên là đường Thành Thái. Bên kia cái tòa nhà đó bà con hồi xưa nó là cái gì ta, nó là cái trường trung thu, trường trung thu. Lực lượng kìa đó, quá trời đông không? Trời ơi, có bao nhiêu người đi đâu mà bà con quá. Thậm chí nữ cũng đứng đó luôn, bà con bác thấy không? Nam nữ có đủ luôn á. Rồi bên kia đó kìa, bà con bác thấy không? Có bao nhiêu người đi đâu mà bà con nói một chút xíu thôi mà quá trời tập trung quá trời. Hỏi sao mà không ế. Trước mặt bà con cô bác á, đó là xưa đó là tổng nhà cảnh sát đó bà con. Cái cổng ngay đó là cổng của cảnh sát đặc biệt. À, đặc biệt là cái cổng đó là không có lúc nào có tuần cảnh gác nha bà con.
ha, ra vào tự do ở cổng đó. Tại vì những người ra vào ở cổng đó là mặc thường phục luôn mà, không có mặc sắc phục. Bên tay trái này là Đại học Khoa học nè. Bây giờ nó là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Sư phạm, Đại học Khoa học nè. Trường Bê Chút Ký nè. Nhưng mà có một cái điều bà con bác có thể là biết được rằng đó, hồi xưa toàn bộ ba cái trường đại học này gom lại là đó là một cái trường Bê Chút Ký. À, là trường Trương Bình Ký á. Rồi bên tay phải này xưa cũng là cái cổng của tổng nha nè. Cái cổng này người ta gọi là cổng huấn luyện. Đó, toàn bộ nguyên cái khu đất này là hồi xưa là của trường Bê Chút Ký nha bà con. Rồi sau này mới bắt đầu mới mở thêm mấy trường đại học ở đây. Hồi đó trường Bê Chút Ký rất là rộng dữ vậy á. Rộng dữ thần luôn á. Ngay đây nè, không biết là sao mà tự nhiên kẹt xe nè. Thấy đâu có gì đâu kẹt xe ta. À, rõ ràng đâu có gì đâu mà tự nhiên kẹt xe nguyên vàng. Chọn này là cổng, này là cổng thanh tra. Ngay đây nè, đó là cái cổng thanh tra của tổng nhà cảnh sát. Đây có hủ tiếu Nam Vàng Thành Đạt. Hẻm này xưa là nổi tiếng nhất là của có quán cà phê Nam Dưỡng. Có quán cà phê Nam Dưỡng các bạn ha. Nằm bên tay trái ba mày gọi đây nè. Rồi cái hẻm này là hẻm của nhà nghệ sĩ Hùng Cường nè. Đó, xưa Hùng Cường ở đây. À, Hùng Cường ở hẻm này nữa chứ. À, còn cà phê Nam Dưỡng ở đây nè. À, nghệ sĩ Hùng Cường hồi xưa có thời gian ở đó. Rồi mình qua đây con đường này, đường Nguyễn Thiện Thuật. Đây đây là phố làm đàn. À, một con đường chuyên là mấy con mấy cái tiệm làm đàn. Đàn gì cũng có nha bà con. Đây có tiệm bánh mì Hà Nội nè. Tiệm bánh mì Hà Nội này là người Bắc di cư vào Nam năm 1954 á. Rồi sau khi mà vào Nam xong là bắt đầu họ mở cái tiệm này. Tiệm này đã có từ hồi năm 1958 rồi nha bà con, là lâu đời lắm đó. Những mặt bằng ở căn nhà Nguyễn Thực đây là giờ là giá tiền tỷ không đó nha bà con. Những nhà đây là giờ nhà tiền tỷ không đó. Đó, mấy cái căn như thế này bà con bác rớ vô là tại 7-8 tỷ, à, chục tỷ luôn chứ không giỡn à. Còn mấy nhà ở đây mắc lắm. Rồi mày gồ quẹo tay trái. Đây là bàn cờ nè. Ở đây là cái hẻm này người ta gọi là hẻm Bồ Duyên nè đó. Hẻm Bồ Duyên này ba mấy con cũng ăn mấy lần rồi. Buổi tối chỉ bán buổi tối thôi, hủ tiếu Bồ Duyên. Ờ, bán xôi.
trong đây là chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Tiên luôn. Đây có cái bồn nước này bà con. Nha. Bồn tắm. Quán cà phê. Bán giày, ở đây là chuyên bán giày nha bà con. Cái bánh mì BD ở đây nè, những trẻ sinh viên ăn nhiều lắm. Nè, ở đây có một cái con đường đi qua cái cư xá đường sắt. Đây là lô C. Có chung cư ở đây nữa nè. Rồi mình đi cái con đường này, mình qua cái cư xá đường sắt nè mọi người. C thì nó có C1, C2, C3 nha mọi người. Lô chứ hả? Nói chung không biết. Mà ba mươi cầu qua đây, ba mươi cầu thấy người ta đề là cư xá đường sắt rồi. Đây, em bày con đường này cư xá đường sắt.